Giấy Gloss mà bên Mỹ hay sử dụng để nhà trong toilet cũng là nhà bếp để diệt khuẩn ha. Mọi người có thể dùng thử. Đây là cái lọ mà ở nhà mình đang sử dụng. Đây là những cái miếng giấy ướt như vậy để trong gia đình để lau các cái dụng cụ gia đình hoặc là dùng trong nhà rất là sạch nha mọi người. Thêm lau thì cũng cực kỳ tốt, lau một phát là sạch trơn luôn. Mình rất là thích sử dụng sản phẩm cho cái bếp với lại các cái dụng cụ trong nhà rất là sạch sẽ và gọn gàng. Bẩn ở trong nhà cần lau bằng cái này rất là sạch, cực kỳ sạch luôn. Rất là sạch luôn, mọi người dùng trong nhà mình diệt khuẩn chỉ cần lau sơ một lần như vậy thôi là đã giúp cho cái bếp mình sạch sẽ rồi.